Ui, Ấn Độ có Zidane cộng 2 luôn. Thì mà làm trận 10 triệu một trận ông hả? À, bố 10 triệu một trận thì em phải đá 3 ngày nè, tính điểm nha. Anh muốn giao lưu với em một trận không? Đó, vào đây, tao test đi đâu nhỉ em à. Ui, chết. Thế trận 50.000 thôi anh nhá. Đi đấy, em mời anh đấy. Vô anh ơi, anh Độ ơi. MC Tommy này. Em có thằng cầu thủ tên MC Tommy này luôn anh Độ. Anh liền. Thật mà. Ơ, đổi tên cầu thủ được à? Em không biết anh ơi, hình như là nó tự có hay sao ấy. Tên Zalo không phải kèo này. Ôi, giống máu anh ơi. Miêu ơi, thầy phím chưa? Gì, tao có đá đâu. Đâu, về trong mượn cái này. Đá cho vui. Ui, phải lồn, tật Zidane cộng 2 kìa. Từ từ bôi, đợi anh tí nhá. Ok, anh Độ ơi. Được chưa? Vô anh ơi. Mẹ em chọn màu áo khó nhìn thế. Thôi thôi kè cái vào mà. Đây 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 này, MC Tommy này nè, anh thấy không? Thằng hậu vệ của em này. Oh, nó làm tốt công việc của mình. Từ từ nha. Hình như màu áo này khó đá quá anh Độ ơi. Ừ, màu này khó nhìn vẫn liền này. Không sao, không sao, giao hữu mà anh, giao hữu mà. Quên mà. Đấy. Ây da. Bóng họ vừa xanh đưa bóng. Đấy. Họ lại làm mất nó rồi. Thì đan này. Đưa anh xuống phố tầm bắn hai đấy. Nhanh quá anh ơi. Đây. Chút ôi ôi ôi. Đó là pha trả lời. Đột địch. Kèo à chạy ơi. Chạy đi các em. Từ từ. Phải đó lồn. Đó là một điểm tốt để tận dụng khoảng trống ở cánh. Nhưng bóng ra ngoài và một quả ném biên. Em này. The Green. Không được rồi. Ronaldo. Không được rồi. Ôi vãi lồn. Thật gọn gàng. Ôi. Có cơ hội. Khởi đầu tuyệt vời. Zidane. Vãi lồn thật anh ơi. Nhanh quá. Đó là pha cứu bóng tuyệt vời. Vãi lồn. Vâng đúng vậy. Cộng, cộng 2 nữa thì bóng bay vào góc xa không thành. Một khởi đầu chết tốt. Chết anh à. Tỷ số đang là 1-0. Chào ré. Rồi. Ơ. Đây nè anh ơi. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Chạy đi các em. Đúng rồi. Đúng rồi. Tao. Đây rồi. Đây rồi. Đội mô tên cầu thủ kiểu đéo gì đấy. Điệp mày mày toàn mấy thằng ở đâu anh à? Trên núi xuống hay sao ấy? James Madison. Tối nay có ra khơi không anh? Đấy. Sơn ơi. Đường truyền quá thôi. Ui ôi ôi. Ôi. Tối nay mình chơi Chine 4 đúng không nhỉ anh nhỉ? Ronaldo. Tối tính Chine 4 là 1-2 và đây là trò chơi chuyển bóng Zidane. Nhỏ. Thay lồn Zidane. Zidane. Thề Zidane của anh OB quá. OB quá anh Độ. OB quá anh Độ ơi. Đấy không Zidane. Sao. Không sao. Không sao. Zidane 4 chơi được mấy người vậy anh? Chạy đi em. Ủa phải cà lồn. Theo Hernandez. Vậy tối nay em chơi được. Được em. Được anh ơi. Đi vào qua tao chơi cái game mẹ giải đố nên tức sáng sợ thật. Qua đây anh xem phim cho anh chơi mà. Đi bạn cuốn vãi lồn. Chết anh ạ. À. Đồ mà không lại xem phim trời. Khai quá cường. Hey. Hey. Zidane. Ôi trời ơi, anh ơi là anh. Vãi lồn. Thân sâu. Sao thằng thằng nào bên anh cũng đầu chọc hết trơn vậy? Chết anh Độ à. Của những người đều có tóc mà. Zidane đâu nhờ? Anh phải đá gì em? Đây nè. Zidane đâu nhờ? Zidane! Zidane này. Ba trận bóng kịp thời. Vẫn là Zidane. Zidane! Phải lồn thật anh ơi. Được đấy, tí đấy đội hình đá 2-2 được anh Quang ơi. Thì lấy Zidane xài em ơi. Tí đấy Zidane đá kinh vào lồn. James Madison. Thề em chuyền không thể nào mà qua được cái hàng hậu vệ của anh luôn ấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy, lúng túng rồi. Lúng túng. Thật tuyệt vời. Trong mà vãi cà lồn thật. Chút ngoài 16m50 nhưng mà vẫn vào anh à. Vãi lồn thật. Vãi lồn thề. Mà sút đéo có lực đấy nhá. Thấy cân kèo vãi lồn đấy. Thề. Chết anh à. Đấy, 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 cứ chuyền là vào. Ây da. Zidane. Rồi xong. Hey, nhìn nó cầm bóng lực vãi lồn á. Lực, lực,
lượt vãi lồn anh ạ. Gọi má đi Sơn. Ô oh, cái lồn gì đây? Zidane! Vãi lồn thật. Ronaldo. Đừng. Zidane! Zidane! Ôi đít con mẹ ơi. Vãi lồn thật. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là De Bruyne. Game một người vãi lồn thế. Ủa nhưng mà thằng đó có 3 ngày mà anh đập chi vậy anh Đồn? Điên à, thằng tao vừa mới mua xong. Ô vãi lồn thế mà anh Quang bảo là 3 ngày. Lừa. Ồ, 3 ngày là thằng khác. Tân bóng đúng thời điểm nào? Con này là thằng khác. Đây rồi, điệt mẹ mày. Hay không là kết quả. Xong anh em ạ. Hiệp 2 trận đấu tại Old Trafford xin được bắt đầu. Old Trafford bắt đầu. James Maddison. Đấy, điệt mẹ mày, em nhớ em vẽ vô rồi mày ta. Cái lồn tịt. Đây rồi. The Green. Ờ, sao nó đèo về nhở? Vãi lìn. Điệt mẹ mày. Khó nhìn quá. Ronaldo. Không, tại màu, tại màu áo của anh đồ ạ. Ê. Khó nhìn vãi lìn nè. Tại màu ạ. Tại màu áo đấy. Chạy đi em ơi. James Maddison. Phải cà lồn thật, chạy cũng không nổi vậy. Đây nè Sơn. Sơn ơi là Sơn. Không lẽ không có trái danh dự. Trời ơi là trời. Sao không tốt. Ủa bên đó có huyền thoại ạ, à? Vãi lìn đấy. Phải lồn vậy. Mai Linh. Mai Linh. Theo Hernandez. Điệt mẹ, cay thế nhờ. Mai Linh chúng tôi. Giờ đúng không anh? Đúng em. Đây, đây. Ôi mẹ mới đi. Rồi bú lồn. Những pha phạt vật khá đẹp mắt. Sút đi. Ui. Ui, hai lồn thật, quay mặt xúc căng. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là De Bruyne. Đợp. Và anh đã ghi bàn bằng đầu. Ồ, thế mà đéo vào ạ. Đầu đưa bóng đi hơi cao. Tôi tính tưởng đâu vào. Sả ngang không thành hôm nay làm hơi thấp. Tưởng đâu vào anh ạ. À. Đây nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đưa anh số phone. Bình tĩnh. Phải lồn thật. Zidane đâu rồi? Zidane. Zidane đây nè. Trên đây nè. Cảm ơn em nhé. Chen không được like nên là anh không chen được. Rất nhiều đường truyền. Không chen được. Ở trên mày là không cho like nữa à? Vâng, mà em không like nữa, em không đủ buổi. Chạy đi em ơi. Đây nè. Đây nè, Sơn. Sơn luôn cặc Sơn. Ái lồn thật. Hey. Wow, Gullit đã thấp thế. Từ khi có Zidane cái Gullit mẹ biết thân biết phận vậy lìn ạ. Ronaldo. Zidane. Ronaldo. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Đây nè. Ôi, địt mẹ. Ôi đây rồi. Sơn. Ôi địt mẹ mày rùa chó thế nhở. Làm gì đi Sơn. Trời ơi là trời. Lực tâm lý đang tác động rất mạnh đến các cầu thủ. Đúng là như vậy, nếu không thì rất khó để bỏ lỡ cái tình huống. Ái lồn anh ạ. Sơn này là sa thải luôn. Tôi nghĩ sẽ có thẻ vàng. Ờ, lỗi anh à. Ờ, nãy ở trận này 3 tiền nhỉ? 50.000 anh ơi, 50.000. Em bảo rõ ràng. Nãy vào 5 lít mà. Không có, 50.000. Đá giao hữu mà anh. Anh test gì, anh test test gì đã nên là giao hữu anh ạ. Đây rồi, đây rồi. Có phải lồn thật, sao anh đổi biết em chuyện hay vậy? Ờ, người ta gọi là bắt bài mày. Bắt bài em này. Hay. Phải lên, lòng ngoằng nó vẫn nhập được không ạ? Đây rồi. Trời ơi là trời, Sơn ơi. Đây rồi. Mà đây nè em ơi, MC Tommy này. Chạy đi em ơi. Chạy đi. Tiền đạo không thể bị chặn lại. Con cay tới nhờ.
Thời gian bù giờ tới 3 phút. Ô, Ronaldo! Ronaldo! Đường chuyền xuất sắc. Đây rồi anh ơi. Hết giờ luôn. À, tạt quả như cục kích vậy. James Maddison. Ai lồn thật. Đây rồi. Ui, hết giờ rồi. Được kìa, 50.000 nha, chẳng phải chơi mẹ 500 luôn đi. Thôi không được. Sao không được? Đội hình anh mạnh quá, không được. Đội hình anh hơn em. Hơn em cả chục chỉ số kìa, thề không được anh ạ. Kinh nhỉ. Phải lồn bên nó lại còn có sóc ra tè nữa, thịt mẹ. Sóc ra tè. Điện thoại sóc ra tè. Kênh VPT chửi stream á. Biết sao giờ, tại vì phải stream chứ. Mà không cho stream thì sao bắn được anh em. Là chết đấy. Là chết đấy. Là chết đấy. Gọi má đi Sơn. Trời ơi là trời. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Anh chuyền ở đâu? Chuyền đâu kệ mẹ tao. Chuyền đâu kệ mẹ tao. Phía đó. Bê ra này. Mẹ mày chạy chậm thế nhờ. Hãy lồm hậu vệ tấn công. Tấn công. Tấn công. Hãy lồn thật. Anh ấy sẽ chuyền lại cho thủ môn. Đây rồi. Ronaldo. Lúng túng. Lúng túng. Và họ vừa giành được bóng. Lúng túng. Ok anh ơi. Lúng túng. Đá phế vãi luôn. Đấy. James Maddison. Đây nè. Ủa. Điệp mà xem thấy thằng kia chạy bắt bóng được rồi mà ta. Ronaldo. Rồi. Chuyền vượt tuyến cho đồng đội của mình. Không sao. Zidane. Kỹ thuật đi anh ơi. Đây rồi, Griezmann. Con mẹ em ấy. Chắc. Griezmann. Xong rồi. Chạy hết nổi rồi. Ây da, phải cà lồn thật. Em chuyền đúp rồi mà ta. Vay vô. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Tuyệt vời. Đưa anh xong mà tao bắn hàng. Vãi lồn thằng anh ơi, nhịt mẹ mà thằng lồn Pulis nó xúc kinh đi. Lắc cái đầu. Lắc cái đầu để cho sạch gầu anh. Ô vãi lồn. Đây rồi, bàn thắng. Nhịt con mẹ mẹ về với anh. Thằng lồn nó xúc cũng được hết trơn ấy. Vãi lồn thật. Điệp phải lồn về ra là hậu vệ đúng không anh? Ai lồn từ cậu về nó còn sút như thế rồi. Ông là Vieira sút ra tiếp mà. Còn Vieira cái lồn thì toàn đẩy sút ra hả? Thề sút như vậy thì làm sao mà chụp được anh? Ai cả lồn thật. Nà một lít. Ủa mình gửi linh nhỉ? Chắc thế rồi đấy nhỉ? Anh Quang, em anh đá hàng anh Quang ơi. Từ từ đã, test với em trận đi. Đéo. Một trận thôi nè. Tao không bao giờ tao đá với mày nữa. Đâu rồi? Một trận thôi, đồ hình mới đồng hành. Là không. Cái lì cái gì? Điệt mạng rồi. Tao thoát game rồi. Anh nhá, anh Sinat mà đá là anh không được đá ao làng đấy. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Đấy. Ao làng không? Em muốn thử đá Zidane. Anh ai lại làm thế? Đấy. Em donate rồi đấy anh rồi. Sắp tới tao gom tiền tao mua địch mẹ Ronaldo tỏ team 18 cộng 8 mới được.